cùng của tôi đều là chân thật và là toàn bộ sự thật, không lời gian dối. Xin lỗi nha, cái thắng xe bị hư. Bánh mì chiên trứng sao hả? Thiệt đó mà, nói đi. 10 đồng. Cái gì? Chuyện lớn vậy à? Chắc là đụng chạm đến tổ quét 200 chứ gì. Sao lại không phải chứ? Nhất định là vậy rồi. Những điểm lần trước thầy nói với em nhớ chưa? Dạ nhớ. Thật ra tài liệu này chỉ dùng phần nửa thôi là đã có thể thắng kiện được rồi. Chỉ là bọn công tử nhà giàu muốn lấy le. Có một chuyện em không hiểu. Người khách bị chuyện lần này không phải là một lần. Không lẽ lần nào anh cũng bị người ta đụng xe ngộ vậy sao? Em đừng có gây với thầy được không? Thầy nói với em bao nhiêu lần rồi, em nên tin người khách. Không lẽ người khách đó nói láo với em mà em cũng tin hắn luôn sao? À, thôi vậy nha, bye bye. Ê, hey, hello. Chào chú. À chú à, hôm nay ba tôi từ New York gọi điện thoại về có hỏi thăm chú đó. Vậy sao? Thiệt là ông cho quá khách sáo. Chừng nào ông về đây để rủ ông đi đánh một trận banh. Mau lắm mà, tuần sau. Cậu Sơn, lát nữa tôi lên cao viện, vụ án của cậu giao cho Mỹ Kỳ rồi đó. Hello, tôi là Trần Mỹ Kỳ. Học nghề hả? Yên chí đi, không sao đâu. Tôi đi nha. À phải rồi, sẵn bây giờ có thời gian, tôi nói lại từ đầu với cùng. Lúc đó cái xe tôi đang chạy thì chiếc xe taxi. Ê, hey, đồ già mất dịch, mày muốn thua kiện tao à? Mày có bao nhiêu tiền hả? Mày đi cướp đi. Mày làm trời hả mày? Thôi đừng có gây nữa mà. Đừng mất dạy nha. Thôi bỏ đi, đừng gây nữa. Mày chết rồi. Thôi đi đi. Mày có chừng hả? Mày có chừng đó nghe. Đồ thằng già mất dịch kìa. Lấy taxi đụng tao còn nói tao đụng nó. Thật ra tình thế hôm xưa là như vậy mà. Hay da ông còn gây gổi thế dân nó làm gì? Mày nhắc lại nổi lửa rồi á. Hay chà. Hà Quốc à, sao mà dở vậy? Hey. Ăn bữa nào hết chưa? Hả? Mày còn nói nữa? Hay thiệt là, tụi mày tống tàu uống say à? Nói được nhiều mà ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống đi đi. Nói nhiều đi. Làm gì uống say vậy? Cả đại ca cũng tống tao ba lì nữa đại ca. Đại ca phải tống mày đâu? Đại ca khen mày có đồng nghĩa đó. Thằng Quốc nó khá lắm rồi. Thì ra thằng Quốc với thằng Mỹ nó bị gục rồi. Vậy chứ sao? Nè mày nè mày nè. Làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Quốc à, qua đây. Lên lên. Gì đây? Đi qua đây đi. Nè cái gì đây? Tôi không nhận là ship đặt tôi. Bây giờ tôi đã nhận rồi mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tụi mày. Sẵn bây giờ chưa có ra tòa, mày có thể đổ lại khu công. Mày đừng bao giờ ôm một mình hết nghe cái thằng ngu. Ship nó ôm cái gì hả? Nè, có phải là ôm gì không? Hả? Nè nhóc con. Đau cho mày biết, bây giờ còn một thằng nằm trong nhà thương. Nếu mà hắn không có thể trở ra, chừng đó không bị tội cố ý mưu sát và không bị ở tù số kiếp, tôi thách mày đó nha. Ship con tôi hôm nay mới ra nhận hồn. Bộ tưởng tôi. Ê, tụi lấy đi. Đi, 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 đi. Đi về cậu đi. Đi nhanh rồi. Đi, nhanh lên. Đi, nhanh lên. Nè, đi nhanh lên đi. Trời, 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 trời. Bị cáo Ngô Gia Quỳ, bây giờ vụ cáo ông hai tội cố ý mưu đồ gây tổn thương người ta và nhận xúc vào ngày 11 tháng 5, ông có nhận tội hay không? Tôi không có tội. Đại ca, thì tôi đang ở tòa án nè. Bà Giang ơi. Dạ tôi đây. Lâm à, qua đây. Tôi đâu có biết. Tôi đi ngang qua chợ định mua chút ít trái cây. Rồi tôi nhìn thấy ổng, ổng đem con chim nhỏ đó, nó còn sống mà đem nhổ lông nó. Hey, bà không biết mới là ngạc nhiên. Người mình ăn chim cút là ăn kiểu này mà. Bị cáo, bây giờ chưa tới phiên anh nói chuyện mà, đừng nói bừa bãi nha. Bà Thái, rồi bà làm sao? Rồi thì tôi bước tới, tôi bị ổng đừng có làm như vậy nữa không tốt.
Rồi ông đâm ra ông chửi tôi. Tôi sợ quá. Ông còn cầm cây dao trong tay. Tôi cứ sợ là ông tấn công tôi mà. Con người ông thiệt là tàn nhẫn quá đi. Bà nói cái gì đây? Mày đừng có đổ oan cho tôi đó nha hả? Bị cáo, nếu còn rùm beng nữa thì tôi khinh khi tòa đó. Bị cáo Quách Vạn Quất, bây giờ khởi tố anh ngày 23 tháng 5 năm nay đã cùng lúc gây tổn thương tới Huỳnh Chí Cường và Trần Cẩu. Anh có nhận tội không? Trần Cẩu, nhưng mà bị cáo, phải anh không hiểu tội khởi tố hay không? Hiểu mà. Trần Cẩu chứ gì? Vậy là sao anh lại không biết kẻ hại anh là ai hả? Chém lộn bộ tưởng chơi sao? Đâu cần biết máu đó của ai chứ? Đồ ngốc. Thôi. Hôm đó tôi lái xe taxi đang chạy trên đường khoảng đường công lộ Thanh Sơn đó, bị cáo lái xe đi theo tôi và bóp kèn hối tôi. Đáng lẽ tôi định nhường ảnh rồi, nhưng mà nhầm chỗ đó đường đi một cây, tôi đành chờ tới chỗ qua rồi qua mặt lại mà, rồi để cho anh qua. Ai về là anh qua mặt tôi đột nhiên còn xe lại rồi đó. Tôi thấy ngạc nhiên, ai về anh thiệt là bậy bạn quá đi, đột nhiên che xe lại đâm đầu xe vô tôi. Ông Thành à, thế ông nghĩ xe ve lại đụng ông tốc độ bao nhiêu ông có biết không hả? Ông ấy tự thua là đi, chuyện này tôi không biết đâu. Tôi chỉ biết ảnh ve xe lại hết ga đạp mạnh đụng xe tôi thôi. Còn muốn giết tôi nữa chứ, ông coi đi nè. Bây giờ cổ tôi bị thương, tay trái bị nữa nè. Bây giờ bị thương nặng như vậy tính sao đây chứ? Thưa quan tòa, tôi muốn truyền nhân chứng BC29967 ra tòa cho cùng. Được. Phải, tôi biết tôi sẽ bị người ta chém. Con người mà ai lại không chết chứ. Được rồi, để tôi coi cho anh cho. Phải, tôi biết. BC29967 à. Tới phiên anh đó. Thôi nha, bây giờ tôi phải ra tòa. Đại ca, tôi ra tòa thiệt mà. Bữa khác liên lạc sau nha, bye bye. Tôi Chung Văn Thanh xin thề, những lời cung của tôi hoàn toàn sự thật, không lời gian dối. Sếp Thanh, sếp là nhân chứng cảnh sát đầu tiên tới hiện trường. Sếp làm ơn thuật lại tình hình hôm đó. Cái hôm mà xảy ra chuyện, tôi vừa tan sở, định đi chợ mua đồ. Tôi thấy bị cáo đang gây gỗ với lại nhân chứng thứ nhất. Lúc đó thì bị cáo tay cầm con dao, chỉ vào nhân chứng thứ nhất, cầm như vậy, khoảng cách chừng 3-4 thước. Nhưng mà tôi chỉ thấy là bị cáo đang cầm con dao hướng về nhân chứng, nhưng lại không có ý đồ tấn công nhân chứng. Thưa quan tòa, xin hết. Thưa quan tòa, tôi hỏi xong. Nhân chứng có thể rời khỏi chỗ ngay. Thưa quan tòa, bây giờ tôi muốn truyền bị cáo Ngô Gia Huy ra tòa cho cung. Đọc theo tờ giấy này. Tôi Ngô Gia Huy xin thề với thành khẩn, tất cả lời cung của tôi đều là sự thật và là toàn bộ là sự thật, không có giả dối. Ông ngồi xuống đi. Ông Huy, xin hỏi ông làm sao với con Cúc? Sao à? Thì vậy nè, tôi vô nghệ hồi mười mấy tuổi, bán từ chợ Bắc Hạ tới chợ Ngầu Đầu Cá, chưa hề bị ai bắt. Nhưng mà ông... Ê ông Huy, không cần ông nói nhiều, tôi chỉ muốn biết là ông giết con Cúc bằng kiểu nào. Có phải là lột da sống nhân không? Dĩ nhiên là sống nhân rồi, như vậy mới bổ gan bổ thận bổ huyết chứ. Thưa quan tòa, tôi đã hỏi xong. Một người bị hại trong vụ án này là ông Trần Cẩu, còn nằm trong nhà thương, và tình trạng của ông chưa có ổn định, cho nên tôi tạm gác lại vụ án này 2 tuần lễ sau. Lỡ như bệnh tình của ông trở nặng, bên chủ khống có thể buộc tội nặng hơn vì bị cáo. Bộ tịch phê chuẩn, bên chủ khống tạm hoãn vụ án này 2 tuần lễ. Bị cáo được tiếp tục bao lệnh dưới 40.000 tiền mặt. Nghiêm. Ê, trước sao không nghe, ở tù rồi mà, sao không nghe thêm gì vậy chứ, phải không? Đi. Xin hỏi ông năm nay bao nhiêu tuổi? 62 tuổi. Trước khi ông làm tài xế taxi, thì ông làm nghề gì? Làm tài xế công ty xe bus Trung Quê đó. Theo kỷ lục của xe bus Trung Quê vào 5 năm trước, có nghĩa là vào năm ông 57 tuổi, công ty đã yêu cầu ông hồi hưu sớm. Tôi muốn biết tại sao. Tại sao gì? Đâu mớ gì đâu chứ hả? Bây giờ bị cáo dây xe đụng tôi mà khiến tôi bị thương vậy, tôi đâu mớ gì đâu hả? Có chuyện gì trước đâu. Chứ ông phải trả lời câu hỏi của bên biện phường. Tôi tuổi đã cao rồi, sức khỏe không được tốt lắm, bị bệnh nội chứng, cho nên nó chữa lành lại.
À, tôi nhìn cái việc này rõ ràng lắm mà, không tin à. Hỏi bác sĩ coi đi. Hỏi bác sĩ biết ngay liền mà. Nhân chứng, ông chỉ trả lời câu hỏi của Biện Phương là được rồi. Luật sư Biện Phương xin tiếp tục câu hỏi. Tôi đã hỏi xong, thưa quan tòa. Theo khẩu cung của nhân chứng, không đủ bằng chứng đâu. Chứng tỏ bị cáo có ý đồ gây bị thương hại. Cho nên bây giờ bổn tịch tuyên bố, người bị cáo Ngô Gia Huy bị thư tội có mua đồ gây hại sức khỏe người khác, không được thành lập. Còn về tội khởi tố thứ hai đã phạm điều lệ nhược sức, tội được thành lập. Vì Hồng Kông là xã hội của người Trung Quốc, chúng ta phải tôn trọng truyền thống ăn nói của người Trung Quốc. Cho nên tuy rằng hành vi bị cáo không đúng, nay phạt nhẹ, cho ông đóng tiền phạt 1 đồng Hồng Kông. Oh, Jesus, 1 đồng thôi á? Thiệt là không có công bằng mà. Cảm ơn quan tòa. Bây giờ bổn tịch tuyên bố, bị cáo Trần Thế Sơn tội hủy hoại hình sự và gây tổn thương kẻ khác, không được thành lập và được phóng thích ngay. Không được. Rõ ràng hắn ghen xe lại đụng tôi mà hả? Đậu xe đụng đầu tôi nè, ván vô tội hả? Đây là sao vậy đây? Chào cô. Chào luật sư. Chào cô. Come in. Chào ông. Chào cô. Cô Kỳ về chưa? Về rồi. Biểu cổ vô đây. Dạ. Come in. Kiếm em có chuyện gì? Đã hẹn với em về tứ hội ăn mừng ở khách sạn Lệ Chinh. 8 giờ tối hôm qua em đi đâu? Đâu có gì đáng chúc mừng. Em coi qua đi, rồi nói lại cho biết. Châu Chánh Sơn đòi thư kiện tài xế taxi. Ừ. Hắn chỉ định là phải nhờ em giúp đỡ. Em không làm. Tại sao? Vụ này em đang theo mà. Em phải làm dự án của Bắc Chu. Không cần. Thầy giao cho thằng Sâm. Anh Sâm, con người anh lơ là lắm. Có được hay không? Nhưng em lại được sao? Ít ra em tận sức. Tận sức lại có ích gì? Em đừng ngây thơ quá. Vụ án đó là thua chắc. Mục đích mình thưa kiện là phải thắng. Nếu gì mình muốn thắng rồi người khác có tội cũng bỏ mặc hay sao? Thầy cho em biết, có tội không phải là do em định, mà là do ông tòa phán định. Mình làm luật sư là thắng kiện cho người khách, có phạm pháp không bắt mới gì tới mình. Vậy năm xưa học luật mấy cái điều lệ đó. Luật pháp là như vậy đó. Nếu em không thích có thể không có làm. Nè, thằng cảnh sát tên Tuấn tới. Em ra chuẩn bị chút đi. Chỗ này có đồ đủ nè. Dạ, luật sư Kỳ tới rồi nè. Chào luật sư Kỳ. Chào chú. Bé Minh. Cô Kỳ à, tôi mua căn nhà rồi đó. Tôi nhờ cô thắng kiện giùm tôi, bao nhiêu tiền cũng được mà. Tôi không muốn má của nó vượt đi thằng cháu của tôi đâu à. Bác Chu à, tôi nghĩ tôi không giúp được cho bác. Tại vì vụ án này sư phụ tôi đã trao cho anh Sâm là sư huynh của tôi làm rồi. Xin lỗi. Không sao, không sao đâu. Tôi nghĩ anh Sâm cũng tốt bụng như cô vậy thôi. Giúp đỡ giùm rồi. Bé Minh à, mình đi tìm anh Sâm đi nha. Dạ được. Anh ở đâu? Ở đâu vậy? Đi thẳng rồi quẹo trái phòng số 2. Cảm ơn nha. Bé Minh à, mình đi tìm anh Sâm nha. Anh sẽ nhờ luật sư giúp mình đưa. Luật sư Kỳ, ông Trung Nhân Thanh. Luật sư Kỳ, chào. Vô trống rồi nói. Dạ. Alo. 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 Phải. Sao hả, anh Hào? Phải. Không có gì, chỉ mời đi uống cà phê thôi. Chuyện đó hả? Chưa có gì. Chưa có khởi tố, có rảnh đi uống nước nha. Bye bye. Xin lỗi nha. Luật sư à, ngày mai tới sở Liêm Chánh cô đi chung với tôi hay là tôi... Tôi muốn hỏi anh là anh có tham ô hay không? Gì đây hả luật sư? Luật sư có làm hay không đây?
Bây giờ tôi là luật sư của anh, nếu mà anh không thật thà với tôi thì tôi không giúp được gì cho anh hết. Thì phải rồi, cô là luật sư của tôi đưa tiền cho cô xài. Dù có hay không, cô cũng phải thắng kiện cho tôi. Tại sao người nào người nấy cũng là vậy hết? Luật pháp là công chính, là đại công vô tư. Không phải tôi là luật sư của anh thì phải giấu giếm sự thật cho anh đâu. Tôi phải bảo vệ luật pháp, tôi phải... Xin lỗi, tôi đi rửa mặt. Đại ca, chuyện gì đây? Muốn giở trò hả? Đi rửa mặt à? Sao không đi tắm luôn đi? Xin lỗi ông Thanh. Đánh con bà gì mà lâu quá gì không biết. Nè coi chừng nha. À, xin lỗi nha. Cô My, xin lỗi nha. Cái thằng khỉ này nè, lần nào cũng không có đúng giờ. Mai là tao đang đánh bài. À, xin lỗi. Cục đó đâu? À, đây nè. Thiệt tình. Anh Tài à, tính tiền. Đánh gì đó? Tôi đánh con này. À, khoan đã, tôi lấy. Ê, cái cục này mà 12.000 đấy hả? Ba mươi. Thiệt là. Thôi đừng có nói gì nữa. 10.000 thì mua. 10.000 được, nhưng phải ngủ với tôi một đêm nha. Thiệt không đây? Nếu thiệt thì tôi chịu. Đồ quỷ. Nói chơi thôi, đừng có mừng vội. Nhất dặn. Nè. Sao? Nếu mà không phải tôi cứu anh Hải đó hả, 100.000 cũng không bán nữa. Thằng Hải bị gì mà bị bắt vậy? Thì cờ bạc. Alo, Trần hả? Nghe rõ không? Không, tôi thử máy. Thôi được rồi, chào nha. Nè, tại là mày đó nha. Người khác tao không có mua 12.000 đâu. Thiệt là. Nè, đếm lại đi. Hai đồng, đếm đồng. Không phải đếm cho đàng hoàng chứ. Này, đánh con gì vậy? Đếm gì chứ, gì vậy? Nhanh tay lên. Hai, tới tôi. Nè, nó trước đó nha. Bóc con hút bạc á, còn không có tao đập mày chết à. Nhiên rồi mà. Ờ, thiệt không? Hả? Cái đồ thằng mắc dịch mà, tay túi đừng có bóc bạc, cho tao túi quá à. Chuyện gì đây? Sao tôi không kịp sao, con em? Ha, chào sư huynh. Nè, bộ bây giờ chúng tôi vẫn chơi hay sao? Chị nói gì đây hả? À, chào các sư huynh. Tiểu đệ là BC29967 Trung Văn Thành, hôm nay đến trình diện. Sao vậy? Hay à, tôi ăn đi. BC29967 đến trình diện sếp. Thưa sếp, có bánh dừa không biết có hạp xíu không hả? Vô đây. Đây là số kỷ lục hành vi của anh. Giỏi nhất là anh. Bị tổ máy dâm bắt anh ở trong ổ điếm, anh còn nói gì đây? Sếp à, ba lần khiếu nại anh dùng bạo lực. Họ anh đánh mà. Để đến đổi là công ty tài vụ đòi tiền nó sợ. Lần đó tôi đánh như người bạn thôi. Cuốn sổ của anh viết đầy chữ đó. Hàng chi không có khu nào chịu nhận anh hết. Từ khu Đông qua Hút Toàn, rồi từ Hút Toàn đổ đến đây. Tôi cho anh biết, theo tôi thì phải liệu hồn nha. Đừng bao giờ làm bậy hả. Tôi không bao giờ giống như mấy sếp cũ của anh đâu. Làm không nổi đổ anh đi hả. Tôi đóng đinh anh ở nhà, hiểu chưa? Thưa sếp, hiểu. Đi theo tôi tới nhà thương điều tra vụ án. Thưa sếp, tôi có thể. Chuyện con hay là chuyện tư? Thằng bạn tôi. Nếu chuyện tư tan sở mới làm đi. Sếp à. Ê, cái gì vậy? Ê, sếp Tuấn à, cứu tôi chơi. Tên này quan phong lắm à, nó dám chém luôn à, đại ca nó. Đây nè, sếp Tuấn à. Nè, đi. Sếp Tuấn à, tôi biết là mày. Đi. Bắt qua cảnh sát cho. Sếp Tuấn à, cứu tôi chơi. Sếp Tuấn à, cứu tôi chơi. Sếp Tuấn, cứu tôi chơi. Sếp Tuấn. Ê, qua bên này. Nè, mấy người không thể vô bừa bãi gì được. Tôi là CID, tính mạng của anh có sao hay không? Sáng chúng tôi đã làm thủ thuật ngoại tầng não bộ cho anh. Tin rằng không nguy hiểm gì đâu. Chừng nào anh tỉnh lại, tôi sẽ lấy khẩu cung. Hai hôm nữa. Cảm ơn bác sĩ. Đại ca à, tôi giúp anh không nổi đâu. Tôi là cảnh sát chứ đâu phải là trưởng thi chứ. Anh có biết hay không hả? Bây giờ sếp của tôi thôi chào nha. Xin lỗi, sếp à. Làm cái gì đi? Tôi nói chưa rõ ràng hay sao? Cần tôi nói lại một lần không? Vừa rồi thằng bạn tôi. Đừng có để tôi gặp lại một lần nữa kìa. Đi. Ông Thanh, tôi nghĩ mình đừng mất thời giờ nữa. Theo sự tường trình của ngân hàng Đại Quê, vào ngày 6 tháng 4 năm nay, ông đã để vô ngân hàng 25.000. Số tiền này từ đâu có? Trúng cá ngựa, trúng ba con đó. Trúng ba con? Ba con nào? Thế giới chi bảo, tân lực gia cảnh. Như vậy thì ngày 18 tháng 4 năm nay, 38.000 từ đâu ông có? Tôi không nhớ. Số tiền lớn như vậy từ đâu có, anh không có nhớ sao? Có gì lạ chứ, lâu quá làm sao nhớ. Nè, tối hôm đó anh ngủ với con nào anh nhớ không? Anh cũng đâu nhớ. Ông Thành, làm anh hợp tác chút đi. Theo luật lệ Hồng Kông, tiền thu vô của ông không đi với chức vụ. Ông có trách nhiệm giải thích số tiền này từ đâu mà có? Tôi làm tỷ được đó. Làm tỷ được kiếm tiền có được không?
Nếu mà hai anh có bằng chứng thì bắt tôi, không có thì phải thả tôi được làm việc tôi nữa. Ông Thành, thật ra chúng tôi đây không nhất thiết khởi tố anh đâu, chỉ cần nói ra. Và còn có những người là có phần, ông cũng biết mà, họ cho chết ông làm gì chứ. Ông hãy suy nghĩ kia đi, mà mời ông tới mời uống cà phê nữa mà. Đừng khách sáo, chừng nào có rảnh tôi sẽ mời hai ông tới sở câu lưu uống cà phê nha. Hư xe lúc nào không hư là chọn ngay lúc này. Xin lỗi nha, ok, xuất phát. À, sếp à, xin lỗi nha, tôi ngủ quên. Nói cái gì ngủ quên hả? Lần đầu tiên đi làm có cần lấy xe đưa anh về ngủ không? Tôi có để đồng hồ reo nhưng... Anh đang bị sở liêm chính điều tra, anh còn ngủ được hay sao? Tôi cảnh cáo anh đừng làm bậy nha. Nếu không anh là người đầu tiên tôi cọc. Yes sir. Còn đứng đây làm cái gì? 29567. Anh Thanh. Sao hả? Tới coi xong à? Kiếm hai bữa cơm thôi. Anh thiệt là giỏi ha. Chơi giỏi quá, không có nể mặt anh Đông. Anh nói cái gì không nể mặt anh Đông chứ? Anh đừng có làm bộ. Sông này là của anh Đông, anh đừng có nói là không có biết. Anh có ở đây không? Anh và Dân Thanh có quan hệ gì? Tôi đang hỏi anh, anh và Dân Thanh có quan hệ gì hả? Anh đừng phí thời gian tôi nha. Sông bạc của anh Dân Thanh có phần hay không? Nhóc con, cần làm phát vậy cậu. Lúc tao còn làm cảnh sát à, mày còn ở học đường đó. Trong đời của tôi ghét nhất là bọn lưu manh. Anh có giấy phép không có sao, sớm muộn gì tôi cũng đóng đinh nó. Anh đã có thử ném một thiếu nợ người ta không hả? Lưu manh có giấy phép, anh biết cái gì là lưu manh có giấy phép sao?
Lần đầu tiên tôi gặp anh là trong một vụ tiệm vàng bị cướp, là tôi xui. Lần đó tôi thiệt là bị xui, bị bọn cướp bắt lên làm con tin. Ê, đồ có nghiệp chứ. Xui xẻo à? Tại sao ra tiệm vàng cướp đây à? Là bị gì? Mới ra tiệm vàng có cảnh sát rồi. Đúng rồi. Đừng quá trời. Em đi hả? Qua đi. Em đi. Em đi nghe. Bỏ về không? Em đi. Các đơn vị chú ý, bọn cướp đang lái xe trên đường hành động. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, chuẩn bị hành động ngay nha. Thằng ăn mày đây, nằm dùng á? Không phải đâu anh Cơ à, sao lại nằm dùng? Đừng nói nhiều. Mẹ ở Đài Loan có bốn đứa lượng, hai đứa nó theo tao. Từ trận xuống đây có hai ngày thôi, không phải mày lai. Anh kiếm tôi lái xe thôi mà, vừa rồi cảnh sát nhiều như vậy, nếu mà không có tôi làm sao mấy anh chạy thoát được chứ? Cãi mẹ mày! Vậy là ý gì? Bắn chết tôi để khỏi chia bớt một phần hả? Nói tôi nằm dùng hả? Nổ súng đi! Được! Nói mày nằm dùng hay sao nữa? Lấy súng bắn chết cho tôi này đi! Đưa súng cho tôi! Đưa súng cho tôi! Đưa cho nó! Cảnh sát hả? Tôi có phải nằm dùng không? Tôi có phải nằm dùng không? Phải gì? Làm như vậy là thủ tiền cảnh sát hả? Phải không? Phải gì không? Sư huynh à, có sao không? Chân của anh sao hả? Để tôi coi. Cho tới bây giờ tôi không có trách anh bắn tôi một phát, nhưng anh thiệt là khờ quá, cứ như là chế ngạo tôi vậy. Đồ ngốc. Anh có biết không, Thảo Trang thiếu nợ bọn Mai Giáo còn hơn là thiếu nợ tôi nữa. 5 năm, đã suốt 5 năm rồi. Xếp hai à, anh lao mình xuống nằm dùng đỡ hơn. Có bạn bè đếm xỉa tới sao? Có người nhà đếm xỉa tới sao? Phải một mình đi liều mạng ở trong hoàn cảnh nữa hả? Cả đám người đi chém lộn, kẻ đi đỡ và nhá cảnh cũng có. Tốn tiền đi mượn bọn giả lại cào trả cảnh cũng có. Thiếu bao nhiêu nợ, đã gây bao nhiêu thù. Được bọn Mai Giáo cho là người tốt, cảnh sát thì cho là người Mai Giáo. Đã đi nằm dùng rồi, tại sao phải xét cái tụi này chứ? Sếp hai à, có nhiều chuyện nói thì dễ lắm, nhưng khi làm thì khó lắm. Vì nàng đẹp như một bông hồng. Ra đây. Chuyện gì hả sếp hai? Ra đây đi. Có chuyện gì thì nói tôi nghe được rồi. Đi đi. Không cần làm à? Hả? Vì não bộ bệnh nhân bị vật nặng đập trúng cho nên đã bị thương rất nặng, tôi phải rọi quang tuyến axe. Chắc không sao đâu chứ? Khó nói lắm, nếu não bộ bị xuất huyết thì là chuyện lớn. Hôm nay chúng tôi muốn gặp anh được không? Được, ra ngoài hành lang chờ chút. Cảm ơn bác sĩ. À, không phải tôi cay rồi, chỉ ngậm thôi không có đốt đâu. Ngậm thuốc mà không hút, có phải như gánh phân không ăn lén không? Đúng là mắc dịch mà, thiệt là phiền phức. Lúc rảnh rỗi thì không kêu, lúc làm việc thì kêu. Bây giờ thứ dân gì bậy bạ quá. Thôi tôi không đi đâu, tôi không đi. Điện thoại cho người ta đi, nếu không quan trọng người ta không gọi anh. Điện thoại hả? Chưa tan sở mà. Hơn nữa là chuyện tư mà.
Bạn bè gì thiệt là phiền phức quá. Sao lại như vậy chứ? Sếp Tuấn à, có tiền lẻ không vậy? Tôi hết tiền lẻ rồi. Thiệt lợi hại. Bé tên là gì vậy hả? Bé Bảo. Má Nhi. Bé Bảo ngoan. Bé Nhi. Chào. Hai. Chú à, con tặng cho chú nè. Who is he? My ex-husband, Bobo's there. Bảo Bảo, Bảo Bảo à, đi về nhanh lên. Thôi chú không lấy đâu, tặng cho má mì con đi. À, biết rồi mà. À, được rồi, chào nha. Con bé đó đưa trái banh cho sếp à? Hey, con lớn đưa cho anh còn xài được. Nhưng mà tôi không thích đàn bà thích Mỹ. Ra kìa. Bác sĩ, sao rồi? Hai sếp có thể lấy khẩu cung, nhưng bệnh nhân còn yếu lắm. Đừng quay rầy quá lâu. Chào cô Hoàng. Tôi là sĩ quan tên Lô Chấn An, phụ trách về vụ án của cô. Ảnh là bạn của tôi tên Thanh. Chúng tôi rất muốn biết ngày 27 tháng 10 đã xảy ra chuyện gì. Chị Mi à, xin lỗi nha. Tại vì hôm nay đông khách quá bắt chị phải chờ cả đêm. Thiệt ra thì chị phải tới sớm hơn một chút. Tới quán bar của tôi ngồi trò chuyện còn hơn là chị ngồi ở nhà một mình buồn chán lắm. Nè, để tôi giới thiệu người bạn cho chị biết nha. Cái người ngồi bên quán bar đã làm chức cao lắm. Giờ con người của anh là Hiền nữa. Nè, đại dĩ à. Ê, Lisa đừng nha. Ê, đại dĩ, đây là cô Mi. Hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi nha. Tôi phải đi tiếp khách. Chào cô. Hello. Tới đây một mình hả? Có phải gì không hả? Dạ phải, nhưng tôi sắp về rồi. Nhưng mà bây giờ mới 10 giờ thôi, sao về sớm quá vậy? Ngày mai tôi có hẹn. Xin chào. Tôi đưa cô nha. Thôi khỏi, tôi đi một mình được rồi. Sẵn tôi đã uống xong rồi, mà hay là tôi đưa cô nha hả? Ok. Thì không tốt lắm. Không sao mà đi mà. Tại sao lại tới đây? Nói là đi về nhà mà. Được, một lát đó mà. Ông làm gì vậy? Cô sớm mà trò chuyện chút đi. Ông mở cửa đi, tôi về một mình được rồi. Chú này dáng vẻ làm sao cô đi về được chứ? Cho tôi về. Để tôi về. Tối nay cô đừng hòng về nhà nha. Ah!
Ngoài lấy cái chai đạp đầu của cô ra, còn lấy cái gì đã kích cô nữa không vậy? Lúc đó cô có đánh trả lại hắn hay không? Có quào trúng hắn hay không hả? Gọi bác sĩ đi. Cô Hai à, cô bình tĩnh đi, cô không sao đâu. Làm ơn tránh ra. Chết thuốc cho cô. Càng phải dùng hiếp dâm và mua xác. Mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát giúp đỡ việc điều tra. Bây giờ ông không cần nói gì, nhưng mà tất cả những lời nói của ông sau này ra tòa ông có hiểu không? Được, tôi phải gọi luật sư của tôi đã. Hả? Ok. Ở trong tiệm cảnh sát có điện thoại mà. Tôi không tin đã có học lực là có thể làm dữ đâu. Luật pháp là bảo vệ cho kẻ yếu, không lẽ bảo vệ cho ai hay sao hả? Bây giờ thì tôi có quyền để giới trầm lặng nha ha. Cái tên mắc dịch này mở miệng là luật, cái miệng cũng luật. Hả? Sếp à, đại luật sư đó. Sĩ quan Lưu Tuấn An phải không? Tôi là quan chủ khống phụ trách về vụ Hoàng Thụy My. Tôi là Trần Mỹ Kỳ. Chào Mỹ Kỳ. Còn anh này là... Sếp Thanh, sao ngộ quá vậy? À, ngộ quá hả? Không phải là đại luật sư. Phải, tôi đã đổi làm quan chủ khống rồi. Mất công thưa kiện cho những người khách đã làm chuyện bậy bạ rồi mà không muốn nói ra chân tướng. Nói cũng đúng. Sếp à, hồ sơ sếp gửi cho tôi đã coi qua rồi. Đại khái không có vấn đề gì, có thể đem ra khởi tố. Cảm ơn. Làm sao khởi tố đi? Chị à, suy nghĩ chút đi. Tên đó là người Mỹ, còn những tên cao cấp cũng là người Mỹ, cho nên họ rất bình dực nhau, trừ phi là dân mình mới có thể buộc tội nó. Đây chỉ là thành kiến của anh thôi. À, xin lỗi nha, xin lỗi nha. Luật pháp là đại công vô tư, là công chánh liên minh mà. Hả? À, thôi chào nha, tôi phải đi rửa mặt. Rửa mặt cái gì? Tới nhà thương rửa mặt đi. Cô Kỳ à, mình đi coi có gì không nha. Được. Hả cô Kỳ, đúng lúc quá. Đại luật sư Giang đã gặp cô. Luật sư Giang, có gì chứ vậy hả? Tôi là luật sư của Phúc Đại Dĩ, tới làm thủ tục bảo lãnh. Nè, anh đi lo đi. Mình đi theo tôi. Đừng uổng công phí sức, tôi ăn chắc rồi. Đại luật sư, ông nói như vậy là ý gì? Ý tôi là Phúc Đại Dĩ không có tội. Chỉ cần hắn đã làm thì hắn sẽ bị tội. Mỹ Kỳ à, sao cô ngây thơ quá vậy? Lần này đối thủ cô là tôi, Lô Giang chưa hề bị thua. Lô Giang chưa hề bị thua hả? Lần này tôi cho ông biết, ông nhất định sẽ bị thua. Có đại chí lắm. Không uổng công năm xưa tôi để mắt xanh tới cô. Được, nếu như tôi thua, tôi sẽ cuốn gói bỏ dòng luật pháp này. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cho cô. Nhưng điều chúng tôi lo lắng nhất là bây giờ chị bị như vậy, tới chừng đó chị có thể ra tòa được hay không thôi. Được. Sếp Tuấn, cô My không thể ra tòa được. Tại sao? Báo cáo cho biết sau khi kiểm tra nội tạng não bộ đã có xuất huyết, phải làm thủ thuật cho cô ngay. Cô My, tôi làm thủ thuật cho cô phải được đồng ý của cô. Cô ký tên nha. Sẽ xuất thành công là bao nhiêu? Khoảng 30-40%. Không ký. Tôi không ký. Không ký. Vậy không có được. Nếu bị máu ứ đè lên dây thần kinh, cô sẽ bị nguy hiểm. Chỉ cần thằng mất dịch buộc tôi nó đi. Không được, nếu cô làm chậm trễ xác suất thành công thấp lắm. Không đâu. Cô My, cô bình tĩnh đi. Cô My, bình tĩnh lại. Buộc tôi thật. Chế thuốc cho cô. Alo. Phải. Tôi đã qua lại vụ án rồi. Tôi quyết định không khởi tố đâu. Tại sao? Đơn giản thôi. Mình chỉ có khẩu cung bị hại, không có nhân chứng gì, tàn chứng gì cả.
chứng cứ không đủ khởi tố người ta. Tôi biết, nhưng mà lúc xưa đã có lệ án của năm 88. Lệ án? Cô nói chuyện lệ án với tôi sao? Cô ở ngành này bao lâu? Cô biết năm xưa có bao nhiêu vụ án này bị thua không? Tôi có lòng tin là sẽ thắng. Lòng tin? Cô biết lòng tin cô sẽ lấy được bao nhiêu tiền của người ta đây hả? Tôi cho cô biết nha, luật pháp không chỉ cần lòng tin đâu, nhưng mà thật sự là cần chứng cứ mà. Thật sự tôi biết cô học luật cách nào đi. Thôi bỏ đi bỏ đi, tôi là góc trôi của cô mà. Tôi không cần nói chuyện cô cách này đâu ha. Tiền đó không được đâu, xin chào. Sếp à, hôm nay bệnh nhân cần nghỉ ngơi, sếp đi đi. Thôi được, cảm ơn bác sĩ. Chuyện gì vậy Mỹ Kỳ? Trình của tôi quyết định không khởi tố Phúc đại diện. Tại sao? Có gì mà tại sao chứ? Tại vì thằng đó là người Mỹ, là quan chủ khống cao cấp mà. Mình có thể đi khiếu nại chuyên viên Lục Chánh không? Vô dụng thôi. Đây là vấn đề phán đoán, sợ Lục Chánh không can thiệp. Đây không phải là vấn đề phán đoán, mà là vấn đề luật pháp. Nếu như có tiền. Anh biết pháp luật sao anh nói gì đó? Vậy cô hãy cho tôi biết đi, tại sao không khởi tố thằng Mỹ đó, nói đi. Thôi bỏ đi, đừng nói nữa mà. Không phải họ binh vực cho nhau, như vậy thì là cái gì đây? Hả? Cô nói đi, giải thích đi. Còn anh? Anh tham ô rồi thì sao? Bị sở liêm chính buộc tội anh. Sở liêm chính mà tôi hiểu mà phê đâu đâu. Nhưng mà thằng Mỹ đó hại cổ như vậy. Giờ mày nói luật pháp công bằng hả? Tôi có chuyện này. Thôi, không có gì, không có gì. Nói đi. Không có gì. Nói đi. Đừng nói là tôi nói nha. Nói đi mà, đừng lại nhảy với đàn bà vậy được không? À, tôi nói nha. Mình đi kiếm một thằng ký giả, tung tin này ra, biểu họ nói cho giữ một chút, để cho dư luận. Dĩ nhiên là không có được rồi. Như vậy là ngại phòng tư pháp công chánh. Đừng lo, tại vì chưa ra tòa không phải là phòng ngại tư pháp công chánh. Huống chi mình chỉ nói sự thật thôi. Tôi rất đồng ý cách làm này. Chú Hai à, xin hỏi làm sao đi phi trường đây? Chúng tôi cũng đi phi trường đây, đi theo chúng tôi đi. À, cảm ơn nha.
chúng ta đã bàn thảo chuyện này cũng đã khá lâu rồi. Tôi cũng biết vấn đề này khó mà giải quyết. Nhưng chúng tôi hiện nay làm cho công chúng cảm thấy được đất Hồng Kông này còn có chính nghĩa tồn tại, cho nên chúng ta quyết định khởi tố. Có phản đối gì không? Tổng đài cơ sở Lưu Tuấn à, có thể bắt người. Chúng tôi là cảnh sát. Cái gì chơi tôi à? Bây giờ chúng tôi nghi ngờ có liên quan tới vụ mưu sát và hiếp dâm. Bây giờ chúng tôi phải bắt giữ ông, làm ơn đứng sang một bên. Định bỏ đi sao hả? Ở lại với tôi tới năm 97 đi. Không. Bây giờ không nhất thiết ông phải nói, nhưng mà những lời nói của ông sau này sẽ ra tòa biết chưa? Ngài chốc. Cô kém chúng tôi gấp như vậy có chuyện gì hả? Đối phương dùng lý do sức khỏe của cô mình không tiện ra tòa, cho nên xin tạm gác lại dự án này. Thấy chưa, tôi nói đâu có sai, đúng là dở trò. Tại vì không muốn câu giờ, nghĩa là cô My bị bất trắc gì thì vụ thư kiện này sẽ được bãi bỏ. Nếu như vậy, mình có thể đi phản đối hay không? Trừ khi bác sĩ chịu ký tên để cho cô My ra tòa. Ăn cứt đi. Cô My à, tôi quyết định không ký tên cho cô ra tòa. Tôi được mà, nhất định được. Tôi phải ra tòa. Chép à, tiếp đây. Tôi được mà. Tôi khỏe lại là nhiều rồi. Tôi hết đói mửa rồi. Sếp à, Bác sĩ tin tôi đi. Hả? Tin tôi. Bác sĩ. Tôi khỏe rồi. Cô My à, cô có biết là cô bị nghiêm trọng tới mức nào hay là không? Cô My, nghe lời bác sĩ nói, ký tên đi. Cực kỳ. Cô My à, quan trọng nhất là bây giờ cô phải làm thủ thuật cho mau, nếu không cô sẽ không còn cơ hội nào đó. Mau tôi ra. Cô đang như vậy không thể nào ra tòa được đâu. Nghe lời tôi đi. Cô kêu tôi nữa mà, tôi đâu có đang bác sĩ đâu. Mấy cái này phải để bác sĩ trị chứ. Mình tỉnh lại. Cô My, chúng tôi không phải muốn giúp cô đâu. Chính vì không muốn cô chết thôi, Cô My à. Cô đừng làm vậy mà. Cô My à. Bây giờ tình trạng bệnh nhân căng thẳng, các chị hãy đi ra ngoài trước đi. Tôi đi được. Tôi đi được. Tôi đi được mà. Alo. Luật sư Giang, Trần Mỹ Kỳ đây. Có gì chỉ dạy? Không, định hỏi ông có nhận được thư thông tri của tòa án chưa. Bác sĩ đã ký tên cho cô My ra tòa rồi. Vụ án này không thể kéo thêm nữa đâu. Hẹn gặp ông ở tòa án nha. Nghiêm. Thưa quan tòa, tôi muốn truyền nhân chứng thứ nhất là cô Hoàng Thụy My ra làm chứng. Hoàng Thụy My, trong khẩu cung của cô cho cảnh sát nói là trong đêm xảy ra vụ án, nghĩa là đêm 17 tháng 10 của năm nay. Hoàng Thụy My, có phải là cô có tới quán bar và bà chủ của quán bar đã giới thiệu một người ngoại quốc cho cô quen, có phải như vậy hay không?
Vậy cô còn nhận ra ổng không? Được, nếu bây giờ có ổng ở đây, cô có thể chỉ cho chúng tôi coi hay không? Hướng mà cô chỉ có phải là bị cáo Phúc Đại Dĩ hay không? Vậy vậy có phải tối hôm đó Phúc Đại Dĩ đã cùng cô rời khỏi quán Ba Thiên Mã hay không? Vậy hướng nói đưa tôi về nhà. Vậy ổng có đưa cô về nhà hay không? Ổng ôm lấy tôi, lấy chai la ghe đập đầu tôi. Cô có thể cho chúng tôi biết là ổng đã đưa cô đi đâu và lấy chai la ghe đập đầu cô hay không? Ổng kêu để giết cô tôi. Có phải hắn muốn hiếp dâm cô không? Objection. Phản đối hữu hiệu. Quan chủ, không thể hướng dẫn chủ khống sai lầm. Cô Hoàng Thị My, xin cô hãy nói rõ ràng hơn, hôm đó ông đưa cô tới đâu và đã làm gì với cô, xin cô nói. Nè, cô hỏi nhiều như vậy bệnh nhân không có chống nổi. Thưa quan tòa, vì tình trạng nhân chứng Hoàng Thị My không được ổn định, tôi xin tạm ngưng 30 phút. Bốn tịch phê chuẩn, tạm ngưng 30 phút. Nghiêm. Cô bình tĩnh lại đi. Thu dọn các thứ lát nữa qua gặp. Vô đi. Bác sĩ ơi, cô Mi sao? Không được, phải đưa cổ vô nhà thương, chích thuốc cho cổ. Tôi không đi, tôi chưa nói hết. Nè, bình tĩnh lại đi. Vì sức khỏe của cô, phải đi vô nhà thương. Tôi không đi, tôi không đi, vượt tội đó đi. Y tá chích thuốc cho cô, đưa vô nhà thương ngay. Bác sĩ, không được, mạng của tôi không đi nhà thương, tôi phải ở lại đây mới được. Tôi phải ở lại đây. Bây giờ tôi chích thuốc cho cổ, nếu bệnh tình cổ trở nặng, tôi sẽ đưa cổ về nhà thương ngay. Nếu bị chết ở đây, tôi gánh không có nổi. Cô kì, vượt tội đó đi à, cô kì, vượt tội đó đi. Người duy nhất có thể giúp được cho chị, chính là chị, chị có biết hay không chưa hả? Nếu một lát nữa ra tòa, bị rối loạn như vậy, thì không thể nào buộc tội nó được đâu. Chị phải giữ vững tinh thần của chị. Chị phải kể rõ ràng đầu đuôi cho rành mạch. Chị biết không? Có biết không hả? Biết không? Nhất định. Tôi nhất định giúp chị. Rời khỏi quán bar vào lúc mấy giờ hay không? Khoảng 11 giờ. Cô có nhớ hắn lái xe màu gì hay không? Màu xanh lợt. Có mùi mỡ được. Được, cảm ơn. Thưa quan tòa, tôi hỏi xong. Luật sư biện phương, bây giờ ông có thể hỏi nhân chứng. Dạ, thưa bà quan tòa. Cô Hoàng Thụy My, xin hỏi cô, trong đêm xảy ra vụ án, trong quán bar còn người ngoại quốc nào không? Có. Cô nhớ lúc đó có bao nhiêu người không? Có
Ba, nghĩa là không có bầu phải không? Tóc của họ. Thưa bà quan tòa, tôi không có được khỏe nên xin phép giờ ngày xét xử. Phản đối. Tại vì nguyên cáo Hoàng Thùy My sắp sửa phải làm thủ thuật về não bộ, nếu như gác lại sẽ bị ảnh hưởng đến thẩm án. Nói vô hiệu. Tại vì luật sư biện phương không được khỏe, vụ án sẽ giờ lại ngày mai xử tiếp. Đi ổi. Nghiêm. Lên đi. Đừng. Làm ơn. Làm ơn. Lên. Lên đi. Làm ơn. Lên đi. Rồi mà. Giúp tôi một tay đi. Cô My. Cô My. Cô My. Bác sĩ. Bác sĩ hả? Cô My sao rồi? Tôi phải đưa vào nhà thương ngay bây giờ. Bác sĩ hả? Ngày mai cô có thể ra tòa nữa hay không hả? Tôi tới đâu cổ có được không? Cô phải làm phẫu thuật ngay. Cô vô nhà thương trước đi, không sao đâu. Bác sĩ hả? Không sao đâu. Không có sao đâu. Bác sĩ hả? Bác sĩ. Mấy cái gì sao hả? Sao rồi? Mạnh, xem chút xíu nơi gan ruột phèo phổi văng ra ngoài hết. Chết dọc đường, tôi đã tận sức rồi. Nhân chứng Hoàng Thùy My đã qua đời. Và hôm qua nhân chứng chỉ là được bên Du Khống hướng dẫn mà chưa được biện phương đặt câu hỏi, trên pháp luật chưa hoàn thành trình sự, nên tôi xin bãi bỏ vụ án và bỏ tất cả chứng cung của nhân chứng Hoàng Thùy My vào ngày hôm qua. Bốn tịch phê chuẩn. Bốn tịch nhắc nhở đoàn bồi thẩm về khẩu cung nhân chứng Hoàng Thùy My bãi bỏ, không cần nghĩ tới khi phá án. Sĩ quan Lưu Tuấn An, vào ngày 4 tháng 11 anh chính thức bắt giữ bị cáo. Tôi muốn biết có tang chứng hay một chứng cứ gì không khiến anh tin bị cáo đã từng phạm tội. Không. Vậy nghĩa là anh chỉ nghe lời của nhân chứng Hoàng Thùy My đi bắt bị cáo phải không? Lúc đó Hoàng Thùy My nói với tôi rất là lời phải hay là không thôi? Phải. Xin hỏi thám viên Trung Văn Thành, anh ở chỗ nào và lúc nào để lấy khẩu cung cho Hoàng Thùy My? Ở nhà thường, lúc đó kẻ bị hại Hoàng Thùy My khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên là nói phút đại diện của anh tội. Anh chỉ cần trả lời thời gian và địa điểm thôi. Là ngày 4 tháng 11, lúc 5 giờ 30 chiều, tại phòng trị liệu của nhà thương Elizabeth. Hoàng Thùy My đã được tỉnh lại vào lúc 3 giờ 15, 14 tháng 11. Vào 2 tiếng đồng hồ sau thì anh lấy khẩu cung. Như vậy anh có biết chắc chắn lúc đó cổ tỉnh táo hay là không? Tại vì lúc đó Hoàng Thùy My đã chỉ ra rõ dung mạo Phúc Đại Dĩ và nói Phúc Đại Dĩ muốn hiếp dâm cổ. Tôi không có hỏi anh cái điều này. Tôi chỉ còn hỏi anh là lúc đó cổ tỉnh táo hay là không thôi. Luật sư à, bây giờ tôi đang trả lời ông chứ không phải nói ra chân tướng. Sự thật là Hoàng Thùy My nói ông hiếp dâm cổ, cổ còn nói là lấy chai laser đập lên đầu cổ nữa. Nhân chứng, bây giờ bốn tịch cảnh cáo, anh phải trả lời thẳng vào câu hỏi của biện phương. Xin lỗi quan tòa. Lúc đó kẻ bị hại rất tỉnh táo và chỉ ra rõ ràng bị cáo hiếp dâm cổ và dùng chai laser đập lên đầu cổ.
Đừng như vậy mà mấy kỵ. Chỉ cần mình có xác suất 1% có thể thừa kiện tiếp mà. Mình cực khổ như vậy vì chỉ gì chứ? Bây giờ cho dù xác suất 1% mình cũng không có. Chị My đã bị chết, tức là nhân chứng quan trọng của mình đã bị chết. Mình không thắng nổi vụ kiện này đâu. Nếu như là bà chủ không có đi Canada thì bà có thể vô dụng thôi. Trình tự tố tụng của đội bên chủ khống và biện hộ nêu ra, cho dù Lisa có xuất hiện cũng không thể ra tòa được, trừ khi được tái xét. Làm sao mới được tái xét? Quan tòa bị chết hay là tôi bị chết, luật sư biện phương bị chết hay là bồi thẩm đoàn bị chuyện gì thì sẽ được xét xử. Sư Tuấn à, cho mượn cái hộp quẹt. Tôi có kế, nhưng mà lần này tôi làm một mình. Thanh, Thanh. Ờ, các vị, đang ăn cơm à? Ờ, anh Đặng à? Ờ, anh Di ra đi chứ. Mai à, nghe tôi nói nè, cô Hoàng Thị My tội nghiệp lắm. Lúc ở nhà thương cổ giỏi máu, vừa năn nỉ tôi phải đóng đinh phúc đại dĩ đó. Ra đi. Ông nghe tôi nói hết đã. Ông thấy thằng Mỹ rồi chứ gì? Nhìn cái tướng là biết dâm tặc rồi. Ông bà trong bồi thẩm đoàn phải nên buộc tội hắn chứ. Ôi trở ra đi mà, ra đi. Nếu ông bà phán thằng Mỹ đó vô tội, tức là ông bà sẽ hận nó. Bởi vì nó làm chuyện bậy bạ mà. Ra ngoài ngay đi. À, ok, ok. À, xin lỗi các vị nha. Tiếp tục ăn cơm đi. Xin lỗi đã quý vị. Ê, thôi thay kệ anh em mình tiếp tục ăn cơm. Anh có biết làm như vậy là phòng ngại tư pháp không chánh không? Anh sẽ bị nghỉ việc đó nha. Cơm sườn của bồi thẩm đoàn ngon quá, làm tôi thấy đói bụng. Ờ anh Tuấn à, còn tiền lẻ không? Tôi mua cho anh. À, tiện tay mua giùm ly cà phê nha. Quan tòa, trong giờ ăn cơm trưa vừa rồi, nhân chứng thứ ba của bổn án là Chung Văn Thanh đã quấy rầy bồi thẩm của bổn án trong nhà ăn cơm. Cho nên tôi xin quan tòa hãy giải tán bồi thẩm đoàn này và tái xét vụ án này lại. Objection. Thưa bà quan tòa, dự kiện lần này rõ ràng là nhân chứng cố tình làm vậy. Nếu như là phán tái xét, thiệt là bất công với đương sự chúng tôi. Thưa quan tòa, sở dĩ tôi có yêu cầu này cũng vì mong bị cáo được thẩm phán một cách công bằng. Phản đối vô hiệu. Nay bổn tịch tuyên bố giải tán đoàn bồi thẩm, bổn án sẽ dời ngày xét lại. Bây giờ không có súng thì càng nhẹ hơn. Không có súng trong mình nhảy cũng được cao một chút. Tôi thiệt là phục anh. Bây giờ bị đình trước chờ xét xử mà nhẹ nhàng như vậy hả? Còn nói gì nữa chứ. Bây giờ quan trọng nhất là đi tìm manh mối, có đúng không? Sếp hai à, lần trước nói sếp là bà chủ đi Canada thôi mà. Cái gì? Bây giờ cảnh sát tới điều tra hỏi thêm không được sao? Bất mã hả? Alo Thiên Mã. Kiếm bà chủ đâu hả? Bà đi Canada chứ gì? Thanh, đừng bây giờ quấy rầy người ta làm việc nữa mà, đi đi. Đại ca, tôi làm công tôi mà không biết gì đâu nha hả?
Xin lỗi nha sếp hai, tôi tưởng là người thâu nợ đấy chứ. Cô Hoàng và cô Mỹ cô quen chứ hả? Tôi quen. Tôi là sĩ quan cao cấp tên Lưu Trấn An, phụ trách vụ án của cổ. Cổ là quan chủ khống tên là Mỹ Kỳ, còn anh này là bạn của tôi tên Thành. Cái gì đây? Định nhờ chị ra tòa chị chứng phúc đại diện. Biểu tôi phải lộ mặt ra hả? Có thiệt hay không vậy các người? Tôi đang bị bọn cho dây lãi cao nó đòi tiền này muốn tôi chết hay sao? Cô sợ chuyện này thôi hả? Cùng lắm tôi bảo vệ cho cô thôi. Cô tới đâu thì tôi tới đó. Đến chừng mà cô đi toilet thì tôi đứng ở ngoài chờ cô. Thật là đơn giản lắm. Cô chịu ra nhận tối hôm đó cô giới thiệu cô Mỹ quen biết với anh Dĩ và họ cùng nhau rời khỏi quán bar. Như vậy thì được rồi, đơn giản vậy thôi. Các anh có bảo vệ tôi thì tôi mới nói. Yên tâm đi mà. Cho xe chạy. Nghiêm! Thưa quan tòa, tôi muốn truyền nhân chứng con Mã Huệ Linh ra tòa làm chứng. Tôi Mã Huệ Linh xin thề thành khẩn, tất cả lời cung của tôi đều là sự thật và là toàn bộ của sự thật, không có lời gian dối. Cô Mã Huệ Linh, nghề nghiệp của cô là gì? Tôi là chủ quán Ba Thiên Mã. Cô làm sao để quen biết với cô Hoàng Thụy My? Chúng tôi có cùng đi nhảy aerobic ở trong một health spa cho nên quen nhau. Cô quen biết bị cáo Phúc Đại Dĩ không? Dạ quen, ông là khách quen của ba chúng tôi. Trong đêm 27 tháng 10 cô có giới thiệu hai người họ quen biết với nhau có phải không? Không. Trong đêm xảy ra vụ án, nghĩa là đêm 27 tháng 10 của năm nay, cô có giới thiệu bị cáo Phúc Đại Dĩ cho cô My quen biết có phải không? Không, tôi không có giới thiệu hai người cho họ quen nhau. Cô thì không có giới thiệu hai người họ quen? Không. Đêm hôm đó bị cáo không có tới quán bar của tôi. Tại sao trong khẩu cung cô nói Phúc Đại Dĩ đó? Phản đối. Thưa bà quan tòa, chủ khống không nên hạch hỏi người nhân chứng tranh chấp sự thật hay giả khẩu cung của nhân chứng. Phản đối hữu hiệu. Quan chủ khống, xin cô hãy nắm vững luật pháp một chút. Tôi đã hỏi xong. Luật sư biện phương, có hỏi gì nhân chứng hay không? Tôi không có gì muốn hỏi. Nếu như đôi bên khống biện không còn nhân chứng nào hết thì luật sư biện phương, ông có thể truyền bị cáo ra tòa cho cùng. Quan chủ khống, bây giờ có thể cho cô đặt câu hỏi với bị cáo. Trong đêm 27 tháng 10 của năm nay ông đã đi đâu? Tôi đi làm hát kim quang Cosine đó mà. Có phim gì mấy giờ? Phim Tình Cách Biệt Âm Dương suốt 11 giờ rưỡi. Có gì chứng minh ông đã có phim này? Vì có xảy ra chuyện. Chuyện gì? Khoảng 12 giờ 15 ở trước cửa chúng tôi có một người đàn ông hút thuốc lá. Tại vì khu đó là khu cấm hút thuốc mà. Tôi biểu anh đừng hút thuốc nữa. Anh không nghe là chửi lại tôi. Và chúng tôi gây gũi với nhau. Vậy thì có nhân chứng không? Có ba người xét ở rạp hát đó. Nhìn thấy chúng tôi gây chuyện với nhau đó mà. Ông là quan chủ khống, ông phải hiểu rất rành vụ án. Ông tới rạp hát cố tình gây gũi với người ta. Objection, để có người để ý cố tình gây ra. Chuyện này là tưởng tượng của quan chủ khống mà thôi. Phản đối hiệu, bình tĩnh. Cô phải cẩn thận lời nói của mình. Tôi hỏi hết rồi. Dù là tâm nguyện của chị My, có bắt được cái thằng Mỹ đó đi bỏ tù thì sao chứ? Chị My đâu có thể sống lại đâu. Bây giờ chị My đem 700 ngàn ra để trả nợ cho bọn dây lãi cao giùm tôi. Chị là tôi thì chị làm thế nào? Bảy trăm ngàn? Chị chỉ vì 700 ngàn mà bán rẻ lương tri của chị? Tôi không có phải là mất lương tri, nhưng mà giữa lương tri với cô hoàn cảnh thế nào? Nếu như tôi không có trả dứt 700 ngàn cho người ta sẽ bị chém chết. Thì chị không có thể nào trách tôi. Người không có gì mình, trời chu đất diệt.
Quan chủ không, cô có thể đọc bản kết án. Thưa quan tòa, các vị bồi thẩm đoàn, vụ án này xét tới đây kể như là đã có kết quả. Việc đọc bản kết án chỉ là hình thức thôi. Tôi đã nghĩ tới bỏ cuộc, nhưng tôi quyết định phải làm tròn trách nhiệm cho tới cuối cùng. Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ, tôi nghĩ là phải làm sao giúp cho bản kết án này thiệt tốt. Nhưng kết quả tôi không viết ra được chữ nào hết. Anh ta là thẩm viên Trung Nhân Thành. Anh đã làm cảnh sát mười mấy năm. Lúc xưa khi tốt nghiệp trung học có thể vào cảnh sát và lấy được phần lương này. Nhưng mà anh vì vụ án này mà anh cam lòng cho người ta ngưng chức, đành phải bỏ hết tất cả những gì mà anh có. Jackson, quan chủ Khống đã dùng những lời lẽ tình cảm để hướng dẫn bồi thẩm đoàn. Phản đối hữu hiệu. Đoàn bồi thẩm không cần phải để ý tới đoạn phân trần này. Mời tiếp tục. Chúng tôi khó khăn lắm mới mời được nhân chứng khác là cô Mã Quỳ lên ra tòa làm chứng. Nhưng mà tôi thiệt không ngờ khi ra tới đây cô đã đổi hết tất cả những khẩu cung. Objection! Quan chủ Khống đã có những lời lẽ không căn cứ và có tư cách phỉ báng. Phản đối hữu hiệu. Đoàn bồi thẩm không cần phải để ý tới đoạn phân trần này. Quan chủ Khống, mời tiếp tục. Đây là tấm hình của kẻ bị hại Hoàng Thụy My chụp ở nhà thương. Lúc đó bác sĩ đã 5 lần 7 lượt nói với cổ, nếu cổ không chịu ký tên để làm phẫu thuật, cổ sẽ bị chết. Nhưng cuối cùng cổ không chịu làm phẫu thuật. Xin hỏi tại sao cổ phải làm như vậy? Có gì quan trọng hơn tính mạng của mình đâu? Tại vì cổ hiểu rõ chân tướng, nhất dù chết cũng phải tới đây để chỉ chứng bị cáo, không cho hắn sống ngoài vòng pháp luật. Objection! Quan chủ Khống đã gián tiếp phán định bị cáo có tội. Nịnh đi. Phán đối hữu hiệu. Đoàn bồi thẩm không cần phải để ý tới đoạn phân trần này. Cổ thà bỏ đi tánh mạng vì muốn vu cáo cho người này sao? Jackson, cái đồ mất dịch, người ta nói gì mày phản đối hết. Tại sao vậy chứ? Tao cho mày biết, mày đừng có đụng tới anh nha. Biết chưa? Đi. Sao vậy? Mày sao cái gì? Tao cho mày biết, lúc nãy điểm với mày. Không đi. Mày có chuẩn đi. Sao nha? Đi. Đi. Muốn gì? Quan chủ Khống, cô không thể thuật lại những luận điểm đã bị phản đối. Đoàn bồi thẩm không cần phải để ý tới những đoạn phân trần này. Tôi biết. Thật ra tất cả những gì tôi nói vừa rồi các vị không cần để ý tới. Pháp luật không thể có nghi ngờ. Dù bất chấp có bao nhiêu việc tình cờ, bất chấp có mấy ai hiểu được chân tướng, đều có thể nói là chứng cứ. Tại vì tinh thần của luật pháp, thứ nhất nói chứng cứ, thứ nhì là nói chứng cứ, thứ ba cũng là nói chứng cứ. Nói nhân chứng tàn chứng thì tôi không có. Tôi không có bằng chứng cụ thể. Thẩm viên Trung Nhân Thành, sĩ quan Lưu Tuấn An, kẻ bị hại Hoàng Thụy My và tôi cùng đến đây để chỉ chứng bị cáo. Hắn không có tội, hắn bị vu oan. Nhưng tại sao bao nhiêu người phải hy sinh bao nhiêu việc để khiến một người vô tội bị buộc tội? Objection! Objection! Thưa quan tòa, xin cho tôi một cơ hội để nói hết mấy câu cuối cùng này. Thưa bồi thẩm đoàn, trước cửa tòa án của mình có một tượng nữ thần. Tuy là bà bị bịt mắt, nhưng nói lên được bà đối xử với ai cũng như nhau. Tay phải của bà cầm một cây bình, nói lên ý nghĩa bà không thiên vị cho ai hết. Tay trái của bà cầm một cây kiếm, nói lên bà diệt ác trừ gian, không đổ quan hay dung túng. Thưa quan tòa, thưa bồi thẩm đoàn, nhưng mà tượng nữ thần đó cũng chỉ là một đại biểu, là nhắc nhở chúng ta là phải tôn trọng tinh thần luật pháp. Nhưng mà ý nghĩa thật sự là làm tất cả mọi việc với lương tâm của mình. Tôi xin hết lời. Luật sư Biện Phương, ông có thể đọc bài kết án. Thưa bà quan tòa, thưa đoàn bồi thẩm, tôi cũng rất đồng ý. Giai luận điệu của quan chủ Khống vừa rồi không có sai. Nhưng mà
tinh thần luật pháp căn cứ trên chính nghĩa, việc phán đoán con người có tội hay là không. Đầu phiếu của đoàn bồi thẩm, người bị cáo Phúc đại diện, tội thứ nhất gây thương hại nghiêm trọng cho thân thể người khác, tội được thành lập. Tội thứ hai, ý đồ cưỡng hiếp, tội được thành lập. Bốn tịch xét ra bị cáo là quan chủ khống cao cấp, tri pháp phạm pháp, hành vi thiệt khiến người thấy sợ, cho nên phán nặng. Tội thứ nhất vào tù 6 năm và tội thứ hai bị tù 5 năm, chấp hành cùng lúc.